Xin chào các bạn, trên tay mình hiện tại là sản phẩm LG G4 phiên bản Mỹ được giới thiệu bởi nhà mạng AT&T. Gần đây, sản phẩm này được rất nhiều người quan tâm và chọn mua. Chính vì vậy, hôm nay mình sẽ trên tay nhanh cho các bạn sản phẩm này. LG G4 là một sản phẩm cao cấp của LG được giới thiệu vào nửa đầu năm 2015. Mặt sau của máy, đây là điểm khác biệt duy nhất của LG G4 so với các sản phẩm cùng loại có trên thị trường. Đó là việc sử dụng bằng da thật kết hợp cùng đường lên đường kẻ trí sau máy, làm máy tăng lên vẻ sang trọng, khác biệt so với các sản phẩm khác. Góc lốp của máy vẫn được giữ nguyên về thiết kế ở phía sau, giống với LG G3 trước đó nhưng đã được thiết kế lại một cách tinh tế và sang trọng hơn. Về màn hình, do bề máy của LG G4 khoảng tương tự so với LG G3, do vậy kích thước của máy vẫn khá gọn so với điện thoại 5.5 inch. Máy được trang bị kính cường lực Gorilla Glass 4 bảo vệ màn hình máy tốt hơn. Viền màn hình máy được trang trí bởi họa tiết vân carbon trông khá lạ mắt. Máy được trang bị một cấu hình mạnh mẽ, đó là chip Snapdragon 808 đã được LG hợp tác riêng cùng với Qualcomm để tối ưu riêng cho LG G4. Cùng với đó, máy được sử dụng RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, cùng với đó là chip đồ họa Android 418, xử lý tác vụ một cách mượt mà. Trang bị camera 16MP, khẩu độ f1.8 với nhiều chế độ chỉnh tay như phê sáng lên đến 30 giây, chống rung quang học, chỉnh ISO một cách nhanh chóng đi kèm với cái camera 16MP, đó là đèn flash kép cùng với cảm biến laser. Đây là một trong những chiếc smartphone chụp hình đẹp nhất tính đến thời điểm hiện tại, hơn hẳn cả Galaxy S6 và iPhone 6. Cam trước của máy được trang bị độ phân giải 8MP với nhiều chế độ làm đẹp, giúp cho ta ra những bức hình selfie ấn tượng. Có thể nói, đây là một sản phẩm chụp hình đẹp nhất trong tầm giá hiện nay. Sản phẩm trên tay bây giờ là phiên bản G4 của nhà mạng AT&T, do đã được nhà mạng xả hàng nên cũng có giá cực kỳ hấp dẫn so với phiên bản quốc tế. Nhưng đến nay chắc hẳn nhiều bạn trong số các bạn sẽ có thắc mắc rằng liệu chiếc LG G4 AT&T này có gì khác, có gì hạn chế, có gì kém hơn so với phiên bản quốc tế hay không? Về thiết kế cho tới cả cấu hình, tính năng cũng như về chất lượng sử dụng, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé. Về thiết kế, thông thường đối với các phiên bản nhà mạng của Hàn Quốc, còn như Mỹ, như Version sẽ có logo nhà mạng. Như đây là một phiên bản của nhà mạng Hàn Quốc có logo Ban LTE đằng sau máy. Nhưng đối với phiên bản của nhà mạng AT&T thì không hề có bất kỳ một logo nào, kể cả đằng sau và đằng trước máy. Đây chính là điểm hơn hẳn so với các phiên bản cùng loại ở trên thị trường. Vì là máy nhà mạng AT&T nên máy chạy trên nền băng thông GSM giống hệt so với phiên bản quốc tế. Đây là điểm khác biệt lớn nhất của nhà mạng AT&T so với những phiên bản khác của nhà mạng như Virgin hoặc Sabin, bởi vì họ đó chạy trên nền CDMA. Máy sử dụng hoàn toàn bình thường ngay sau khi lắp SIM vào, và máy không hề có dấu hiệu chập chờn hay rớt mạng, mà thay vào đó sóng sánh rất khỏe và ổn định. Về phần mềm, máy sử dụng hoàn toàn như lớn phiên bản quốc tế, nghĩa là khi mua máy bạn không cần phải ăn nốc, fix lỗi hay áp zoom. Máy không bị giới hạn ký tự, không bị lỗi 1+84 như phiên bản Hàn hoặc các phiên bản của Nhật. Chính vì vậy máy sẽ rất ổn định trong quá trình sử dụng. Máy được cài sẵn hệ điều hành Android Lollipop 5.1 mới nhất, nghĩa là bạn có thể update dễ dàng qua nhà mạng nếu có bản cập nhật mới. Tuy nhiên, theo máy có một vài ứng dụng của nhà mạng nhìn rất chi là rối mắt mà lại không có tác dụng gì khi ở sử dụng tại Việt Nam. Tuy nhiên, nó không ảnh hưởng gì đáng kể tới chất lượng sử dụng máy, bạn có thể ẩn chúng đi một cách dễ dàng như trên tay mình vừa làm. Tóm lại, so với phiên bản quốc tế thì LG G4 gần như không có điều gì khác biệt từ thiết kế, thông số kỹ thuật tới phần mềm, chất lượng sóng cho tới độ ổn định khi sử dụng. Trong khi đó lại có mức giá cực kỳ hấp dẫn. Đây là một sản phẩm chắc chắn khó có thể bỏ qua với những ai đang muốn sở hữu siêu phẩm LG G4, đồng thời cũng là một sự lựa chọn khó có thể tốt hơn cho những ai đang tìm mua smartphone trong phân khúc này. Trên đây là bài trên tay nhanh LG G4 phiên bản Mỹ AT&T. Sản phẩm đang được bán tại Hồ Mobile với giá cực tốt. Các bạn có thể tham khảo theo địa chỉ hiện trên màn hình. Và mình đã hoàn thành trên tay nhanh sản phẩm LG G4 Mỹ được phân phối bởi nhà mạng AT&T. Nếu các bạn cảm thấy hữu ích, hãy like và subscribe kênh YouTube của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.